À, lớp chúng ta hôm nay vào bài thứ 15 và chúng ta bắt đầu liên quan đến phần database rồi. Thì đây là một cái phần quan trọng đấy. Đấy, là một nửa của cái website của chúng ta. Thì chúng ta sẽ tập trung vào học cái phần database tương đối là sâu. À, sâu về database nhé. Tuy nhiên thì mình cũng cái phần lý thuyết thì mình đã có cái phần 10 bài trên YouTube. Thì các bạn có thể xem lại 10 bài về lý thuyết. Còn đây thì mình sẽ gọi là dạy liên quan sự kết hợp giữa cái SQL và cái database của chúng ta với cái phần web thôi. Đấy, còn về phần lý thuyết thì mình chỉ nhắc lại một chút thôi. Tại vì chúng ta có video hết rồi. À, thì có thể nói luôn nhá, tranh thủ thì tiện thể mở cái gì thì nói luôn. Thì đây là chúng ta sẽ sử dụng là Microsoft SQL, thì ta đặt đọc tên viết tắt của nó là MS SQL. Đấy chưa? File tải của cái này thì tí nữa mình sẽ gửi cho các bạn nhá, đi nữa gửi. Hoặc là lên trang hình như trên Anh Phương IT có được không? Hình trên này có được không? Đây. À không phải, ok. Đây. Trên này có link đấy, trên này có link, nó có hai file nhé, một file tool chính là cái mình đang mở đấy, cái phần mềm đấy, cái phần mềm của mình, thứ hai là cái server nhé, cái này là cái server, file server. À, thật ra nếu mà bạn nào có server online thì máy chủ ấy thì chúng ta không cần cái này, còn nếu chúng ta muốn sử dụng một cái máy chủ cho trang cá nhân, cho cái máy tính cá nhân của chúng ta thì chúng ta cái này. Đấy, cái này thì nếu mà dùng server thì chúng ta vẫn phải cái đến server thôi. Còn chúng ta sử dụng cái máy cá nhân thì chúng ta làm một cái server thì chúng ta sẽ cài nó đi. À, thì cái này nó là cái tool rồi nhá. Thì giải thích một chút, cái tool thì mình sẽ giúp cho mình là tương tác được với cái database. Đúng không? Thứ hai là cái server này. Thì nó chính là cái phần nó gọi là cái nền. Nền xử lý về database. Đấy, thì bản chất database của chúng ta ấy, thì nó lưu lại. Thì nó chỉ lưu lại là một cái file, là một file text thôi. Bản chất thì nó chỉ lưu là một file text thôi. Đấy, nhưng mà thông qua những cái thuật toán xử lý thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đọc được dữ liệu đấy, insert được dữ liệu, xóa được dữ liệu, đấy, cập nhật được dữ liệu. Thì nó sẽ phải phụ thuộc vào cái tool này là cái giao diện thôi nhé. Cái tool này là cái giao diện giúp chúng ta kết nối thôi và làm việc thôi. Còn server thì sẽ làm hết các lệnh SQL là do thằng server nó chạy. Đấy chưa? Còn thằng tool này nó chỉ là hỗ trợ chúng ta soạn cái lệnh đấy gửi cho thằng server để thằng server nó chạy. Thì ở đây chúng ta sẽ có là phần tool đấy nhỉ? Nhìn các bạn nhìn đây là phần tool này. Đấy chưa? Đây là phần tool. Thế về kết nối với data server đúng không? Chúng ta phải kết nối với server. Thì các bạn phải vào phần này. Nó có một phần là connect object. Đúng chưa? Connect object. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ kết nối database. Đấy chưa? Đây các bạn chọn là database engine nhé. Còn mấy cái này là liên quan report database, là cái phần phân tích database thôi. À, phân tích server nhé. Phân tích service. Cái này không cần. Thì chúng ta vào phần database engine. Cái chỗ này là IP. Đấy chưa? IP của máy chủ. Nếu các bạn dùng của cá nhân thì các bạn sẽ sử dụng tên server cá nhân nhé. Đây, đây mình có rất nhiều server nhé. Thì cái server này, thì cái server này server của mình. Đấy chưa? Thì đây là mật khẩu này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ điền cái mật khẩu đây. Hoặc là mình chọn cái khác đi. Có không? À, mật khẩu. Thì vào. Cái này nó phải có login bằng user và password. Có rất nhiều những cái liên quan đến cái thằng tool này nhá. Thì trong quá trình làm ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số phần. Còn một số phần thì nó sẽ có trên video. Ví dụ cài nó như thế nào đúng không? Public cài lên máy chủ ấy, cài lên máy chủ ấy nào, public cho nó kết nối được từ máy khác vào như thế nào. Phân tạo database nào, phân quyền database nào. Thì tí nữa chúng ta sẽ dạy tiện chỗ nào thì mình sẽ nói chỗ đấy để các bạn nắm được luôn. Còn server thì mình rất là nhiều và mình phải lưu một cái file mật khẩu đấy. Và trong một lần
sử dụng tool này các bạn truy cập được nhiều nhé, nhiều server nhé, hoặc là cùng một server nhưng mình truy cập mà hai lần được nhé. Đấy, hai user khác nhau nó sẽ vào hai cái khác nhau, đây là mình một user nhé, nếu hoặc cái khác thì mình sẽ thấy là nó sẽ vào được liên tục và được nhiều cái. Thì trong này là cái database này, cái này quan trọng này, đúng không, cái này quan trọng, đây là database nhá. Còn security này liên quan đến phần là cài đặt thì nó có một cái phần là login rất quan trọng này, thì nó là phần tạo tài khoản nhá, tạo tài khoản. Đấy, ví dụ mình tạo một cái tài khoản này new. Đấy, tài khoản thì ở đây nó có một cửa sổ login new, cái này thì mình nói qua thì các bạn hôm nào mà các bạn làm ấy các bạn xem lại video nhé, tại vì cái đoạn này nếu mà nói kỹ ra thì rất là lâu. Đấy, thì bây giờ mình đặt tên một cái login, ví dụ chính là SA đấy đúng không, bình thường chúng ta là SA nhưng bây giờ chúng không thích nữa, chúng ta đặt thêm một cái nữa là ví dụ như là MPC 2023 chẳng hạn. Đấy, thứ hai là sử dụng Windows Authentication thì cái này hay dùng cái nào. Đấy, đăng nhập mật khẩu hay sử dụng bằng cái Authent của Windows thì chúng ta dùng cái thứ hai nhé, tại vì đây không phải máy của chúng ta đúng không, máy chủ mà mình đã kết nối đến máy chủ để sử dụng đến cái này. À, password chúng ta đặt kiểu gì được, ở đây password 2023 a còng nhé, còng sẽ được không. Thứ hai là cái phần thứ ba nhé, thứ hai là phần server role thì chúng ta chả cần tích gì cả, chúng để public là được nhé, thì cái này thôi, tại vì đây đó là tài khoản phụ nhá, tài khoản chính chúng ta mới có phần setup admin này, system admin nhé. Cái thứ ba là cái quan trọng này, đấy, phân quyền để nó vào được cái database nào nhá, phân quyền nó vào được database nào, nhưng mình tích vào đây thì nó sẽ vào được phần database của du lịch DB này đúng không, tích vào đây thì nó sẽ vào được phần English này. Đấy, hoặc tích cả hai cả ba cái thì nó sẽ vào được ba cái này. Vốn dĩ là mình nói cái này thì sau này khi chúng ta kết nối từ SQL từ cái .NET sang cái database này thì chúng ta phải cung cấp cho nó cái mật khẩu đúng, tài khoản đúng thì chúng ta vào được cái database. Nên là các bạn để ý nhá. Ok, đến phần đấy là hết đúng không? Ok. Cái này là mật khẩu rồi, cái này báo lỗi mật khẩu này các bạn nhìn thấy này. Đấy chưa? Mật khẩu là không được đúng không? Not enough đúng không? Không lấy con nha. Nó bảo cái này không được này. Thì chọn thêm một cái database nữa nhá, thì chọn database Vitex chẳng hạn. Đây, khi chọn này nó sẽ có một cái bảng bên dưới thì các bạn phân quyền thế nào cho vậy cái user này. Thì nó sẽ có hai cái quan trọng là một cái owner chính là cái phần quan trọng nhất. Đấy chưa? Nó liên quan đến phần tổ chức database. Đấy chưa? Tạo bảng các thứ đấy. Đấy chưa? Khi mà tạo này các bạn vẫn nhìn thấy cái lỗi này nhé. Thì nó báo password thì các bạn biết là sửa password nhé. Cái password của mình thì nó đặt tên nó trùng đúng không? Đặt tên lại nha. Nó ngắn cũng được nhưng mà không được trùng với cái này này. Không được trùng nhá. Thì mình đặt chữ là lớp đúng không? Mình làm file notepad nhá. Hôm nào mình sẽ cấp cho bạn cái tài khoản này luôn đấy. Đây. User là MVC 2023. Path của chúng ta là lớp 23 đi. 3 cộng 23. Lớp NPC 2023 nhá. Đây, đổi ở đây. Cái chỗ này nó có ba cái dấu tích cũng khá là hay. Nếu mà bạn không tích cái này thì nó cứ mỗi tháng nó sẽ báo lại một lần nhá. Để tích đây này. Được. Cái expiration này là cái hết hạn này, có thay đổi hay không thì bắt yêu cầu đổi lại hay không đấy. Cái thứ hai là chúng ta là có cần thiết để thay đổi mật khẩu khi mà đăng nhập vào cái lần tiếp theo không thì chúng ta sẽ bỏ hết đi nhá. Cái này là mã hóa mật khẩu hay không nhá. Đấy, chúng ta có thể bỏ hai cái này. Cái mã hóa mật khẩu thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta bỏ này để cái này thì tí nữa chúng ta đăng nhập vào kia thì đây nó 5 ký tự nhá, thì nó ra ra một lô ký tự thì để chúng ta bảo mật thôi mà. Ok, các bạn lưu lại cái mật khẩu này nhá.
có video các bạn biết đúng không? Đấy, khi đấy thì chúng ta sẽ đăng nhập được đúng không? Đăng nhập này, đăng nhập mật khẩu bằng tài khoản kia nha. Đây mật khẩu này, MBC 2023 Connect. À có cái remember nhớ vào đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy là khi hai tài khoản với nhau thì chúng ta sẽ vào được hai cái khác nhau. Và cái này sẽ không vào được cái gì cả nhá, chỉ không vào được cái gì. Đấy, chỉ vào được cái init test này. Thấy chưa? Chỉ vào được cái này thôi. Và sẽ vào được đầy đủ các tính năng của một cái database này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tạo một cái database khác nhá. Đấy, tạo database. Thì tạo database nó có nhiều cách đấy. Khi mà chúng ta có một database cũ rồi thì chúng ta có thể là làm ba cái này. Attach này, attach là file MDF chúng ta nhảy vào luôn đúng không? Bản thân khi mà chúng ta lưu lại thì nó sẽ là file MDF nhé. Đấy chưa? Thì chúng ta attach thì sẽ attach file MDF. File rest database là chúng ta sử dụng file backup ấy. Đấy, backup. Còn rest of file and file group thì cái này nó là khi bạn có một cái bản backup, phải chưa? Bạn muốn restore lại, có nghĩa là muốn khôi phục lại. Tuy nhiên khi mà bạn khôi phục thì bạn muốn là tạo ra một database mới thì nó dùng cái này. Đấy chưa? Thì nó dùng cái này. Thì đấy là ba cái khi mà chúng ta có cái database cũ rồi. Còn phổ thông nhất chúng ta vẫn dùng là new database. À còn một cái nữa là chúng ta có thể chạy lệnh nhá. Thì bản chất thì tất cả nó đều là chạy lệnh thôi. Nhưng mà cái chạy lệnh rất là phức tạp nhỉ? Tự nhiên đi viết lại rất là khó. Thì chúng ta mới có cái tool này đúng không? Bởi vì bản chất chúng ta chỉ viết text thôi nó cũng chạy được đúng không? Đây ví dụ đây mình sẽ đặt là hôm nay chúng ta thống nhất làm đề tài gì nhỉ? Quản lý nhân sự đúng không? Adobe CRM nhỉ? Và quản lý khách hàng đúng không? Quản lý khách hàng nhá. Đây đặt một cái tài như này. Được chưa? Chỉ cần có một cái tên thôi. Owner thì các bạn có thể tìm một cái user ở đây. Owner thì mình sẽ sử dụng cái lúc nãy đúng không? MBC 2023 này. Đấy, cái này lúc nãy là chọn ngược đúng không? Cái này chọn xuôi này. Tạo database xong thì chọn là user. Còn lúc nãy là tạo database xong rồi đúng không? Xong đi user chọn sau. Đi tạo user sau. Ok. Đây quản lý khách hàng đúng không? Quản lý khách hàng. Và thứ hai thì chúng ta sẽ đi tạo những cái bảng. Tạo bảng chúng ta cứ phải chuột vào phần table này nhé. À các bạn để ý trong này chúng ta sẽ có những phần nào? Một là table đúng không? Là chứa các bảng này. Thứ hai là phần view. Phần view là chứa lệnh. Lệnh này tạo sinh ra một cái bảng dữ liệu nhé. Gọi là bảng view dữ liệu thôi. Đấy, chúng ta có 100 người đúng không? Và chúng ta muốn là tạo ra một cái sổ con xem 10 người đứng đầu thôi. Đúng không? Thì chúng ta có thể tạo một cái view. À, phần program thì nó liên quan đến phần chương trình. Đấy chưa? Câu lệnh rất là nhiều chạy câu lệnh chúng ta. Mình có phần hàm này, đúng không? Phần query store này. Thật ra hai cái này nó gần gần giống nhau nha. Store và function gần gần giống nhau. Còn những phần khác nữa thì trigger nữa, trigger này ít dùng thôi. Security thì nó chính là cái phần lúc nãy chúng ta xem, lúc nãy là security của ấy nhá, của server nhá. Thấy chưa? Còn đây là security của cái phần database vừa tạo, thấy chưa? Đấy, hai cái khác nhau nhá. Cái này chưa nhìn thấy cái đây rồi, security đâu. Program này, security này. Chúng ta chưa nhìn thấy cái user MBC 2023 đúng không? Chúng ta forget lại nhé. Lúc này chúng ta tạo rồi mà. Còn nếu không có chúng ta có thể add ở đây nhé. Lúc này chúng ta tạo cái owner đúng không vậy đúng không? Thì chúng ta có thể là add lại. Cái này là đấy rồi, tạo rồi. Các bạn thể chọn bên kia nhé, chọn của cái sân security ở ngoài này nhanh hơn.
đâu rồi, cái 2023 đây rồi. Đây, cuối cùng này đúng không? Kích nút nó thôi. Lại vào phần user mapping. Đây, cái này nó có rồi mà đúng không? Cái này nó có rồi mà. Đấy. Nhưng các bạn tích thêm một cái này nữa. Tích thêm một cái access admin nữa. Ừ, cái này nó tồn tại rồi. Ok, chúng ta sẽ đi tạo bảng. Bước thứ hai chúng ta tạo bảng đúng không? Tạo database xong rồi, tạo bảng. Thì tạo bảng này thì các bạn cứ chọn new đấy. Nhưng mà thường thì mình hay tạo trong này, tạo trong cái diagram. Nha, các bạn cứ đầu tiên thì nó cứ báo một cái lỗi thì các bạn cứ cho nó chạy. Đây mình hay tạo trong này. Tạo cái này chúng ta nhìn được tổng quan hơn. Các bạn phải chuột này, chọn new database. Được chưa? Chưa bảng đây bảng khách hàng. Đấy, khách hàng. Thì về bản chất là cái bảng dữ liệu của ta nó cũng giống như Excel đúng không, giống như cái biểu của ta, nó cũng có các cột đúng không, nó cũng có các cột và các dòng. Thì ở đây chúng ta đang đi khai báo các cột cho nó là có những cột gì. Đấy chưa? Thì ở đây nó là column name, các cột đúng không. Bây giờ khách hàng chúng ta sẽ có phần ID này. Đấy chưa? ID thì chúng ta hãy để kiểu in này. Tại sao dùng cái này đúng không? Thường mọi người hay dùng cái mã mười mấy số ấy, đúng không? Mã khách hàng có khi là dài dài đúng không? 8, 9 số, 10 số. Thì dùng cái đấy cũng được, về bản chất cũng được. Nhưng mà khi làm việc với dữ liệu lớn thì cái việc tìm kiếm theo cái đấy nó sẽ chậm hơn nhá. Tìm theo kiểu số nó sẽ nhanh hơn. Thường người ta sẽ dùng in hoặc big in để làm cái khóa chính để tìm kiếm. Thì chúng ta có các con số đây, đây là chúng ta có column name là một này, đúng không? Đặt tên nhá. Đúng rồi nha, đặt tên đúng theo cái trường chúng ta, không phải tiếng Việt kiểu cách nhá. Chúng ta đặt này, ví dụ như là tên khách hàng nhá. Được chưa, tên khách hàng. Tiếp theo ví dụ là ngày sinh nhá. Được chưa, tiếp theo này là ví dụ là địa chỉ. Địa chỉ, số điện thoại. Được chưa, các bạn nên đặt thế này nhé, đặt thế này. Tên viết hoa chữ đầu, được chưa? Chữ cái đầu của từng từ một. Khi mà chúng ta làm việc với .NET nhé, là chúng ta sẽ viết thường chữ đầu này. Thì làm gì chúng ta phân biệt đâu là biến, được chưa? Đâu là biến, đâu là thuộc tính. Đấy à, biến thì chúng ta sẽ để chữ đầu này là thường. Còn cái này nó là thuộc tính của một cái đối tượng thì chúng ta sẽ là viết hoa hết. Còn hàm đúng không, hàm thì nó cũng viết hoa nhưng mà nó lại có dấu mặt mà, nó phân biệt đấy. À, cái cột thứ hai là cột data type đúng không, cái này là kiểu dữ liệu. Thì cái này là bắt buộc chúng ta phải học thôi, được chưa? Học và chúng ta xác định đầu tiên là tên khách hàng đúng không. Tên thì chúng ta liệt kê ra thế nào, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. À, cái này nó toàn là chữ thôi. Chữ thì ở trong này nó là cái gì đúng không? À, chữ trong này nó là cái gì thì nó sẽ là vacha, n vacha đây, n vacha, được chưa? Nếu các bạn để vacha này cũng được đúng không, nhưng mà không lưu tiếng Việt nhá. Các bạn nhớ trong này là khi nào nói đến chữ n là nói đến tiếng Việt, có nghĩa Unicode ấy, nó viết tắt nhá, n này là viết tiếng Việt. Trong này nó sẽ là ký tự, là số lượng ký tự tối đa. Cái này cũng quan trọng, nhiều thì thừa lãng phí, ít quá thì nhiều lúc lại lỗi vì không đủ thì chúng ta cứ ước chừng đúng không. Người Việt Nam, tên người Việt Nam thì có thể là tầm 50 đúng không, tên người nước ngoài thì có khi họ rất là dài đúng không, thì cũng có thể đến 100 nha. Thường thì khoảng Anh thì thường để khoảng 100. Thật có người tên dài khá là dài đấy, có khi vượt 50 đấy. Khi mà họ có thể kết hợp hai tên ấy, vừa tên nước ngoài không, vừa tên tiếng Việt ấy, kết hợp với nhau ấy, rất là dài. Ngày sinh, à đâu, cái này nói tiếp đến cái phần kiểu text nhỉ. Kiểu text chúng ta có nhiều cái lắm. N300 max đúng không? Thì trong này nó max có nghĩa là hết cỡ đúng không?
Tiếp theo chúng ta sẽ có va cha đúng không? Va cha nói rồi này, n cha đúng không? N cha là số lượng ký tự nhé. Vậy chúng ta quy định là 10 ký tự, lúc nào nó cũng có 10 ký tự. Không không điền hết thì nó vẫn có 10 ký tự, nhưng ký tự tự đằng sau nó trống. Cái này ít dùng. N tách cũng được, n tách là nhiều chữ đúng không? Nó cứ biết là tách là được. Bao nhiêu chữ cũng được. Cái này cũng tốt. Nó tương đương với cái N300 Max. Còn cái gì nữa không? Tách đúng không? Nói chung là tách với N tách hay là N va cha với va cha nó thì khác nhau chữ N đâu. Có chữ N chúng ta sẽ lưu được Unicode và có tiếng Việt. Ok. Thế còn cái này thì anh sẽ để là N va cha nha. Quy định. Quy định thứ này lại để cho nó đỡ tốn không gian lưu trữ. Ngày sinh đúng không? Ngày chúng ta nói đến tiếng Anh là date. Đúng không? Date. Cái ngày đủ là gì đúng không? Cả giờ nữa là date time. Thế này. Nó giống, cái này thì nó lại giống với thằng chia thằng này, date time giống này. Sang bên kia nó vẫn là date time. Thấy chưa? Kiểu in này sang bên kia nó vẫn là kiểu in. N và cha thì sang bên kia nó sẽ là string. Đấy, nó có sự khác nhau một chút. Lớp mình để ý đoạn này. Sau này sẽ bị nhắc lại đấy. Chắc chắn sẽ có bị gặp các bạn bị lỗi và mình sẽ nhắc lại đoạn này. Sao mình kêu không biết nó là kiểu gì đâu mà. Địa chỉ đúng không? Địa chỉ chúng ta cũng là N3CHA, số điện thoại N3CHA nhá. Số điện thoại các bạn thỉnh thoảng đưa là cái number đúng không? Các bạn nghĩ là số cũng không phải nhá. Nói là số điện thoại nó in lưu một cách. Thì chả có số nào có số 0 đằng trước cả. Đúng không? 0912 chẳng hạn. Thì chả có số nào lưu được số 0 đằng trước cả. Bạn cũng chả cộng trừ nhân chia gì ở đây cả đúng không? Còn muốn cộng trừ nhân chia thì các bạn ép kiểu về số và chúng ta làm nhá. À, còn cái gì nữa không? À. Nó còn một số kiểu số nữa đúng không? Năm sinh này. Năm sinh. Thường thường mọi người hay để kiểu in đúng không? Để in đúng đấy. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể là những cái kiểu khác được nhá. Này này. Giờ kiểu là big in. Big in sang bên xi thăng chúng ta sẽ là kiểu long. Là nó sẽ dài hơn, nó sẽ không gian sẽ rộng hơn cái in này đúng không? Rộng hơn rất là nhiều đấy. Một thằng 32 bit, một thằng 64 bit. Và 64 bit thì bây hiện tại thì chúng ta dùng thì chắc là cũng không hết được. Xi thăng nó còn có cái nhỏ hơn nhé. In 16 bit. Được chưa? Có in 16 bit. Thế bên này nó lại có cái kiểu mà ít hơn cả 16 bit đúng không? Nó sẽ có là steel in. Đúng không? Vì thế này. À, steel in. Nó chỉ đến 256 thôi. 8 bit. 8 bit thì chỉ đến 255 ấy. 256 là cả số 0. Còn các bạn học bit thì các bạn biết. 25 nó sẽ có tổng là 256 số nhưng mà số max nó sẽ là 255. Nha, là có 8 số 1 đấy. Năm sinh thì cái chúng ta phải nó lớn hơn 1000 đúng không? 2000 thì chúng ta để kiểu in được. Đấy. Ví dụ là số tài khoản được hạn, à tài khoản. Số tiền chẳng hạn, không? Nói đến số tiền nha, số tiền nó cũng có nhiều thứ. Số tiền thì thường chúng ta là nếu mà Việt Nam chúng ta nhá thì nó không có đuôi đúng không? Những đồng thôi là hết rồi. Không có lẻ đúng không? Không có lẻ đồng. Như ngoài tiền đô chẳng hạn các bạn gặp nhiều thì nó sẽ gặp là nó có 10,5 đô chẳng hạn đúng không? Nó phải. Nếu với tiếng Việt thì chúng ta có thể sử dụng những cái trường sau. Phở loát là một này. Phở loát này. Anh phở loát này anh số thực nha. Thỉnh thoảng nó có hơi ngáo ngáo một tí. Thỉnh thoảng có phép tính bị sai đấy. Anh gặp mấy lần rồi. Chả hiểu sao tính tí bị sai. Nhất là với số 0. À, rất với số 0. Và kiểu null. Cái này thì lưu vô tư nha, lưu vô tư. Thứ hai là money nha, money được. Ba là
decimal. Decimal này là cái kiểu số nhưng mà nó quy định độ dài. Nghĩa decimal này nó sẽ có 18 ký tự đúng không? Trong đó không có ký tự nào là dấu phẩy, sau dấu phẩy. Ví dụ chúng ta để đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ quy định là 18 số nhưng mà trong đó có hai số sau dấu phẩy. Đấy, ví dụ như đôi chẳng hạn, quy định chỉ hai số thôi thì chúng ta để này được. Tiếng Việt thì chúng ta chả cần, chúng ta để này. Được chưa? Tuy nhiên, thì khi chúng ta làm việc với số liệu và chúng ta hay cộng trừ nhân chia ấy thì kiểu gì nó cũng lẻ. Nhất là cái số tiền bây giờ chúng ta đang làm thuế với 8% chẳng hạn. Thì đơn giá chúng ta rất là lẻ. Đơn giá rất là lẻ. Đây một số trường hợp, ví dụ cái số này. Sao 10 đúng không? 10.000. Đây là 10.000 đúng không? 10.000. 10.000. 10.000 nhưng bây giờ giá 10.000 nhưng bây giờ nếu mà thuế 8% đúng không? Cái này bao gồm cả thuế này, 10.000 bao gồm cả thuế. Nhưng bán lẻ người ta hay tính cả thuế rồi đó. Thế bây giờ nếu không có thuế thì giá không thuế là bao nhiêu đúng không? Biết số này là 8% thì chúng ta phải chia cho 1.08 đúng không? Không phải 1.1 mà chứ 1.08. Bạn nhìn thấy nó rất lẻ đúng không? Đuôi này. Cái số lẻ này mà chúng ta cộng vào một khối lượng tiền này thì nó rất là lớn. Nhá, cộng số này lên nó chênh lệch có khi đấy là 1.000 đồng. Còn 1.000 đồng thì kế toán không chịu. Nhá, kể cả ban kiểm toán. Đấy nhá, sau này có kiểm toán nhà nước vào họ cũng không thể đồng ý cái số này được. Nên là cái chỗ này nhé, về kinh nghiệm số tiền là chúng ta nên để float nhá. Nên để float. Đấy gì, số lẻ kệ nó. Sau đó tính toán còn đúng nhá. 1 đồng người ta cũng tính. Nếu đã làm phần mềm. Nào còn cái loại gì nữa không? Còn những cái khác thì ít dùng, hầu như là chả dùng. Small in 16 bit, tin in 8 bit. À, có một kiểu nữa là active chẳng hạn đúng không? Nó đã hoạt động hay không ấy, đúng không? Thì chúng ta chỉ có hoặc không thôi. Thì chúng ta sẽ có là boolean đúng không? Bên kia sẽ là bool, xin thằng này bool, bên này sẽ là bit. À, bit thì nó chỉ là một bit thôi, không hoặc một. Vậy cái này cũng dùng nhiều. Vậy cái ngày xưa trường nam nữ nhá, cái trường nam nữ dùng bit, ngày xưa dùng 5 bit nam hoặc nữ, chứ bây giờ lúc tung rồi đúng không? Bây giờ chúng ta không thể dùng bit được nữa, dùng kiểu in không có. Có khi phải dùng kiểu tin in đúng không? 256, 56 thì chúng ta mới lưu được hết. Đúng không nhỉ? Thì có rất là nhiều thứ như là kiểu nam này, nữ này, giới tính khác này, đúng không? Nhưng mà nhiều lắm, bây giờ đang chuẩn bị công nhận số giới tính thì thôi không biết bao nhiêu giới tính nữa. Ok, cái việc tạo trường chúng ta bằng đánh dữ liệu là chủ yếu. Thì bạn nhớ được mấy cái này rất quan trọng đấy nhá. Thứ hai là chúng ta sẽ có phần khóa chính. Đấy nhỉ, khóa chính của một bảng. Khóa chính của một bảng. Thì khóa chính nó là cái gì? Đúng không? Khóa chính nó là cái duy nhất của một đối tượng. Chúng ta phải xác định được nó cái gì là duy nhất của đối tượng đấy thì chúng ta mới chọn khóa chính được. Được chưa? Ví dụ như là khách hàng, đúng không? Thì có người lấy số điện thoại làm khóa chính. Như bảo ôi ông này không bao giờ đổi số điện thoại, không được đúng không? Chắc chắn cho khách có khách hàng đổi số điện thoại. 3 tháng không dùng là nhà mạng nó quá là lại đến một người mới đăng ký, chúng ta sẽ bị nhầm. Không được đúng không? Chứng minh thư đúng không? Chứng minh thư. Ok chứ, chứng minh thư ok đúng không? Đến một ngày nào đấy đổi thành căn cước công dân đúng không? Cũng không được đúng không nhỉ? Ngày xưa thì làm chứng minh thư nhiều, nhưng từ ngày đổi đến căn cước công dân là chúng ta phải thêm trường mới, thêm trường căn cước công dân. Nhưng mà tìm kiếm mà chuẩn thì chúng vẫn phải tìm tới chứng minh thư đấy, thế mới khó. Căn cước công dân là nó cũng đã không trùng rồi là cũng tốt rồi đấy.
Ngoài ra chúng ta có thể check trùng bằng code thì chúng ta sử dụng một trường khác nhẹ nhàng hơn. Đấy chưa? Để làm việc. Để code nó nhẹ nhàng hơn. Thì chúng ta sử dụng trường ID nó chả liên quan gì cả, đúng không? Nó chả phải là một thuộc tính của cái đối tượng này. Đấy chưa? Chả là một thuộc tính gì cả. Thì chúng ta set này. Đấy chưa? Set thì nó có hình chữ khóa đây. Thì người ta gọi khóa chính. Mà khóa chính với những kiểu số ấy thì chúng ta thường là tăng dần đúng không? Kệ nó cứ thêm vào là tăng. Thằng 1 đúng không? Thêm vào thì nó sẽ là 01, thằng 2 cái 02, thằng 3, 03 cái tăng dần đấy. Thì nó sẽ có một cái thuộc tính ở đây. Được chưa? Identity đúng không? Cái này. Chúng ta bật lên nhá. Bật lên như này. Thì nó sẽ tăng. Mà tăng với lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ là ở đây. Six đúng không? Tăng bao nhiêu? Tăng 2, tăng 1. Đây, tăng 1 rồi tăng 2 đây. Bắt đầu từ mấy đúng không? Đấy, có người thích chỉ thích số lẻ thôi đúng không? Thì bắt đầu từ 1 cho tăng 2. Cũng là một thêm một người vào lại tăng 2 lên. Nhưng ít trường hợp đấy rất là ít. Ok, chúng ta lưu lại đúng không? Lưu lại thì đây là lưu diagram đấy nhá. Nó lưu cả diagram này. Được chưa? Lưu lại này. Đấy chưa? Thì nó sẽ nằm ra đây. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có hai bảng hả? Đúng không? Hai bảng. Và khi mà chúng ta có cái dữ liệu mà nó nhiều lên và nó sự lặp lại của nó bắt đầu tăng lên, đúng không? Thì người ta gọi cái đấy là gọi là chuẩn hóa dữ liệu lại. Dữ liệu này lưu lại nhiều nhiều quá đúng không? 100 ông đúng không? 100 ông này trong đó có 50 thành viên này đã là ở trong Hồ Chí Minh rồi. Ví dụ thế. Thì thôi cái chữ Hồ Chí Minh với thành phố Hồ Chí Minh lưu gì lắm đúng không? Rồi tích số 1, ông nào số 1 là Hồ Chí Minh. Ông nào số 2 là ở Hà Nội. Đúng không? Số 1 là số 2 thôi. Có phải lưu ít hơn không? Thì người ta sinh ra cái bài toán là đúng không? Sinh ra cái bài toán là chuẩn hóa dữ liệu. Được chưa? Thì nó sinh ra những cái trường nhá. Thì bây giờ những cái gì mà lặp lại nhiều thì chúng ta tách nó ra thành một bảng mới. Cái bài này được học rất là kỹ trong cái phần trong YouTube của mình. Có một cái bài có cả một cái bộ video 10 bài gì phải. Đây mình sẽ tìm cái danh sách phát nhé, có trong này đấy. Đây cơ sở dữ liệu này, K2 này đúng không? K22 này. Đây các bạn xem bài này nhé, mình gửi cho bạn link. Đúng không? Nó phải đi từ những cái lý thuyết cơ bản đầu tiên, xong mới đến đi xây dựng cái cơ sở dữ liệu. Bài chúng ta hôm nay đang học ấy thì nó nằm ở tận bản thứ 6 rồi này. Wow, chúng ta trèo lên ngọn chúng ta học đấy. Thì các bạn nào mà chưa nắm được cái phần cơ bản này thì nên xem lại nhé. Nó rất là hữu ích khi chúng ta làm những dự án lớn. Okay. Cái này làm YouTube thì thật ra chỉ đăng lên cho các bạn. Đây làm YouTube giàu lắm này. Thấy chưa? Đây. Mấy đồ đúng không? Đây nhá. Đây nhá, toàn thời gian của anh nhá. Làm YouTube, cái YouTube này anh đăng lên để mọi người học đấy chứ, anh có anh chỉ đâu. Đây, à được 30 đô rồi. Sắp được rút rồi. Đến đây thì thôi anh em hỗ trợ là subscribe cài view nhá. Ok, cái này thì đặt ra các bạn cài view nó cũng chả lên đâu, tại vì nó tính trên lượt ấy cơ. Nó tính trên lượt người dùng ấy. Nó phải người dùng mới nhá. Thì cũng gọi là cũng lên cũng tương đối, nhưng mà thật ra cái này làm cho vui thôi chứ. Đăng lên để có chỗ. Thật ra mượn YouTube một tí. Mượn không gian YouTube một tí để lưu và cho các bạn xem. Không phải lưu với server của mình cũng mệt phết đấy. Đấy thì mình sẽ tạo ra một cái bảng nhá. Những cái bảng, cái gì mà tách ra được thì tách. Đúng không? Ở đây thì anh có cái địa chỉ đúng không? Địa chỉ. Thì anh tách ra, nó ra ví dụ anh đây là tách trường địa chỉ nhá.
đúng không? Là thế gì nhỉ? Như anh tách chẳng hạn, thì ở đây dính anh thì có cái tên tỉnh chẳng hạn, ID này, in này, đúng không? À, tên tỉnh này, in này, tên thành phố này, à tên tên tỉnh thôi nhá, anh tạm thử anh làm này, giới thiệu các bạn hiểu thôi, đúng không? Thì ở đây chúng ta chỉ có Hồ Chí Minh mới là Hà Nội thôi, như thế. Thì ở đây chúng ta phần ID chúng ta thì nó là tài khoản chính đúng không? Cái này chúng ta cho tự tăng đúng không? Nhập ông nào trước thì ông đấy được được một, ông nào nhập sau là hai. Đây nhá, vì anh nhập luôn. À có một cái trường nữa. Cái trường cuối cùng này này. Olonun đúng không? Olonun. Có thể cho phép luôn được không ấy? Nha, cho phép luôn chứ. Khóa thì chắc chắn là không rồi đúng không? Còn trường dưới này các em bỏ đi thì các em bắt buộc phải nhận điền dữ liệu, còn không thì không phải điền. Thỉnh thoảng lỗi này khi mà chúng ta insert form ấy, chạy cái form chúng ta thiếu cái trường mà không cho phép null thì chúng ta sẽ không lưu được. Đây, ngoài khi các bạn thêm dữ liệu nhé, thì ở đây nó sẽ mờ đúng không? ID sẽ mờ, tại vì chúng ta đang bảo nó tự tăng mà, nó sẽ null này, nó mờ này, đúng không? Thì ở đây mình sẽ thêm là Hà Nội này, Enter này. À cái này mình phải đặt lại kiểu dữ liệu nhé, quên mất. Ở đây là N3CHA đúng không? N3CHA để cho 200 đi, điền thì gì điền đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta mới lưu được chữ Hà Nội. XQ lại nhá. Thấy chưa? Hà Nội này, Hồ Chí Minh này. Chả thấy nó cứ tăng tự tăng lên thôi. Đấy, thế bây giờ quay lại cái phần khách hàng này, đúng không? Ai ở Hồ Chí Minh thì ghi là 2 đúng không? Ai ở Hà Nội là 1. Cái tắt thôi. Cái tắt thôi dễ hiểu đúng không? Ghi là nhiều. Thì cái chỗ địa chỉ này chúng ta sẽ thay thế bằng thông tin ở cái đường trường bên này. Thì người ta gọi là khóa ngoại nhé, khóa ngoại. Thì đây nó sẽ là khóa ngoại. Thì khóa ngoại chúng ta nên đặt thêm một cái trường đầu tiên là những ID ạ. Bên này nó ID đúng không? Bên này chúng ta phải ID, nhưng mà đặt tên không cần giống nhau, nhưng mà chúng ta có một quy ước nho nhỏ, đó là cái thưởng chữ đồng. Được chưa? Cái thưởng chữ đồng. Và thường là chữ viết chữ ID bên này để cho nó nhớ. Là nó là khóa ngoại, được chưa? Nó khóa ngoại. Chúng ta thêm này, đúng không? Thì bên này nó phải kiểu dữ liệu nó phải giống nhau đấy nha. Bên này in này thì bên này phải in này, thấy chưa? In nhá, in này, được chưa? Phải in như vậy. Đấy. Thứ hai thì chúng ta sẽ phải có cái ràng buộc với nhau, liên kết lại với nhau để làm gì? Để ràng buộc dữ liệu. Thực sự là mình thấy là ít người làm cái phần ràng buộc dữ liệu, nên là cái phần rác trong database rất là nhiều. Mình làm thì mình sẽ hay ràng buộc. Đây, ví dụ bên này nhá, ID địa chỉ thì bắt buộc mình phải nối sang bên này. Đấy chưa? Nối sang bên này. Đấy chưa? Bây giờ mình thử cho các bạn xem là khi mình ta không nối nó sẽ rác thế nào nhá. Đây, đây là bảng khách hàng này. Mình sẽ mở lại. Đây, ví dụ Nguyễn Phan A này. Ngày ngày tháng năm thì các bạn nhập ngược nhé. Thì 2020 chẳng hạn, à 2010 chẳng hạn. À, 2003 thì các bạn nhập dấu gạch này, hoặc là các bạn nhập liền nhé, tháng 12 này, đúng không? Ngày mùng 2 tháng 12 này như này. Nhưng mà nên là nhập cả số 0 nhé. Ví dụ là tháng 12 03 chẳng hạn. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, à 2003, nhập này nhá. Đấy. Và thêm dấu gạch ở đây. Đấy chưa? Đấy. Còn giờ thì chúng ta sẽ phải điền ở sau này. Địa chỉ 1, đúng không? Số điện thoại. À, gì đây, đúng không?
năm sinh 2023 là 2023 thì số tiền 1. Nào, nhìn lại nha. Địa chỉ ok và 1 đúng không? Vậy là 1 là Hà Nội, 2 là Hồ Chí Minh, 3 là Long An. Anh điền 4 được không? Vẫn lưu được đúng không? 4 là thằng quái quỷ nào? Đúng không? Ở đâu? Chứ gì chúng ta đã thấy nó sai đúng không? Nếu mà lưu thế này mà chúng ta không kiểm soát được code đúng không? Thì sau này nó loạn hết. Không điền 10 đúng không? Vẫn điền được. Đấy là một cái sự nguy hiểm của cái phần làm dữ liệu không có ràng buộc. Nếu mà có ràng buộc thì sao? Đúng không? Thì nó sẽ kéo đây. Kéo nó sang. Hai thằng ràng buộc với nhau. Đấy chưa? Ràng buộc với nhau. Và chúng ta sẽ có hai cái trường quan trọng ở đây. Delete, đúng không? Delete của thằng 1. Thì bên nhiều nó sẽ xóa không? Bên 1 chúng ta sẽ là gì? Một tỉnh đúng không? Có nhiều khách hàng. Thì bên 1 sẽ là bên tỉnh. Bây giờ xóa các thằng tỉnh đi đúng không? Anh xóa Hồ Chí Minh đi thì tất cả những khách hàng của Hồ Chí Minh có bị xóa không? Thì database nó đang hỏi chúng ta là có xóa hay không? Nếu mà mình để là no action là không làm gì cả, đúng không? Đấy, để null. Thứ hai là để cascade. Là phải ô xóa chứ, đúng không? Để làm gì đúng không? Tôi có bán ở Hàn Hồ Chí Minh đâu. Xóa luôn khách hàng Hồ Chí Minh đi nhá. Ok, đúng không? Dùng cascade. Không thì code cái gì bên xây thẳng à? Thằng ta bay tự làm ấy. Còn để set null, đúng không? Set null. Set null là nếu mà xóa rồi thì tôi đi cái trường khách hàng của tôi đây, cái địa chỉ là cập nhật null đi, đúng không? Để nó trống đi để tôi còn biết. Nhá, thì người ta hay dùng cái thường hay dùng cái set null này. Nếu mà cái gốc dữ liệu là khách hàng người ta nó quan trọng, đúng không? Không muốn xóa thì ta sẽ để thế này. Thường này sẽ để null hoặc cắt kết là hai cái chủ yếu. Update thì chúng ta hay dùng cắt case nha. Update thì không vấn đề gì đúng không? Update thì kia trong Hồ Chí Minh nó không phải ID bằng 3 nữa thì bên nó đổi lại 4 thì bên này nó đổi lại 2004. Đồng bộ lại. Ok không? Đấy và khi chúng này chúng ta lưu lại nha. Lưu lại các em sẽ bị cái lỗi này. Là không thể lưu được. Bây giờ nó bảo cái trường địa chỉ này với đường ID này. Tôi thấy là nó không khớp với nhau, đúng không? Nó không bảo là ở đây, nó không bảo là ở đây không khớp. Mà nó bảo là phần dữ liệu này. Phần dữ liệu của ta này là không khớp. Bảo là nếu mà bên tôi nối lại với nhau thì cái thằng 10 này là thằng nào? Đúng không? Thì bắt buộc chúng ta phải bỏ thằng này đi, bỏ luôn đi, để nó về luôn. Nhá, để về luôn. Thì nó mới nối được. Không xử lý nổi đúng không? Nó bảo không biết thằng 10 là thằng nào nên tôi không nối được. Bạn không lưu được đâu đúng không? Thì chúng ta sẽ lưu lại đây. Lại ok đúng không? Đấy, và bây giờ chúng ta lại quay lại. Chúng ta nối 1 đúng không? Đấy, đây là 1 này. 2 này, ok đúng không? 3 này, ok. 4. À, lỗi chưa? Không thể điền được bằng 10 như lúc nãy nữa đúng không? Không thể quay lại cái số 10 điền đây được nữa. Mà anh đang gian lận. Làm gì có ông nào bằng 10 và ông điền đây đúng không? Cái này rất quan trọng mà nhỉ? Cái này có nghĩa là chắc là khả năng này có ý nghĩa nhất đối với Lam. Với là bạn với các bạn đang làm việc trực tiếp trên công ty ấy. Lam với Sơn này. Cái này em phải nắm được này. Nhiều lúc em cập nhật dữ liệu đúng không? Thì thấy nó không thể vào được. Thứ hai là sửa database đúng không? Sửa không thể lưu được. Thì nó do cái này. Nó xung đột với dữ liệu. Một cái lỗi nữa là các bạn hay làm dạng vòng nhé. Dữ liệu vòng. Hai bảng chúng ta tạo vòng với nhau. Nếu nó càng một chuỗi dài thì sẽ không đề gì cả. Đây là cái chuyện là địa chỉ chúng ta lại có một cái nữa là loại tỉnh đúng không? Loại tỉnh.
thì nó không sao cả. Đây là thành chuỗi này, đây là ID này, ID này, tên loại này, nvacha này. Đó, đây chúng ta có ID loại tịch này, in. Chúng ta sử dụng này làm khóa này, nối lên. Ok, cái này người ta gọi là theo dạng một một chuỗi đấy nha, một chuỗi và cấp bậc nha, thằng loại tỉnh nhà to nhất này, xong đến địa chỉ này, xong đến khách hàng ra cây phân cấp thì không có vấn đề gì cả, không lỗi gì cả nha, đây không có lỗi gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm vòng này, làm vòng ID loại tỉnh là cũng kiểu in nối không đây như thế này là nó là một vòng, thì cái này nó rất hay lỗi về cái việc lưu trữ dữ liệu và xung đột dữ liệu, nên là các bạn hạn chế cái này nhá, đúng không? Ở bên này tôi bảo là ở Hạ Hồ Chí Minh là loại loại một đúng không, thành phố lớn đấy chưa. Anh khách hàng này ở Hồ Chí Minh nhưng mà mình lại bảo là anh khách hàng này là không phải là loại tỉnh lớn, là tỉnh nhỏ cơ. Không có phải là cái loại này thì loại nhỏ này, đây loại lớn này, có hai cái khác nhau thì xung đột hai trường này nha. Và đây là một cái thiết kế dữ liệu là các bị sai logic, nhiều khi là bây nó vẫn đưa cho lưu đấy. Một số cái setup là chúng ta setup ở hai cái này là setup là nó cho lưu, như này nó cho lưu này đúng không, nhưng chúng ta để lại cắt kết chẳng hạn thì nó sẽ thường nó sẽ không cho lưu, chả biết thằng nào bố thằng nào con như thế này. Đây nó báo lỗi ngay đúng không, thực sự nó không biết đâu là bố đâu là con này. Xóa này đi chẳng hạn thì nó ok đúng không, nó không bị vòng nữa, thì nó không bị vòng nó sẽ không sao, thấy chưa. Nhưng mà khi mà lưu dữ liệu thì ta vẫn bị lỗi, tại vì lỗi logic. Lỗi logic thì đúng rồi, không thể cứu được. Đấy là lỗi logic không thể cứu được, cái này chỉ gọi là khi code chúng ta phải tỉnh thôi. Thì cái trường hợp này không được làm vòng nhá, không được làm vòng. Anh nói định nói từ hạn chế nhưng mà thật ra không có từ hạn chế được, nói hẳn từ là không luôn. Đấy chưa? Tại vì đấy là một cái thiết kế nó bị gọi sai logic. Rồi, ok. Buổi sau chúng ta sẽ học liên quan đến phần viết SQL, viết cậu lệnh. Thì anh sẽ hướng dẫn rất kỹ về phần viết cậu lệnh. Đấy chưa? Tại vì dữ liệu nhiều lên thì cậu lệnh chúng ta cũng phải cần nhiều thứ hơn. Nếu mà logic khó thì chúng ta cần kết hợp nhiều lệnh hơn. Mà không hiểu thì không thể viết cái gì cả. Từ những cậu lệnh cơ bản thì đi, ta phải hiểu hết. Đấy, ví dụ nhá. Sẽ sao đúng không? Select là lựa chọn đúng không? Thấy quen quen chưa? Hôm đó vừa học xi thang đúng không? Cũng có từ select đúng không? Select sao from khách hàng. Sao cái này nó không có điện từ hoa thông thường đúng không nhỉ? Mà nó đỏ là do cái tool của mình nó không nhận thôi. Không biết đúng là được đúng nhá, thì thoảng nó thế mà. Đấy, đây select này đúng không, lệnh update này, chúng ta có rất nhiều lệnh, chúng ta liệt kê thử nhá. Như là buổi sau cũng là một buổi quan trọng, mà buổi này còn buổi quan trọng hơn, tại không hiểu database thì chúng ta sẽ làm sai hết. SQL giỏi, viết lệnh SQL giỏi đâu thì database sai rồi đúng không, tổ chức dữ liệu sai rồi thì nó cũng vẫn sai cả, em không thể nắm được. Những cái tổ chức là quan trọng. Và năm cái bài video YouTube ấy thì có thời gian nên xem lại, thực sự năm bài rất quan trọng, đó là cái tư tưởng để xây dựng cái database. Đấy, và người ta đã nghiên cứu rất là nhiều thì ta mới tạo ra được cái Microsoft SQL này, chúng ta phải hiểu cái tư tưởng nó. Thì một đây chúng ta sẽ có cái phần là select đúng không, hai là insert, ba update, 4
bốn cái này là quan trọng nhất đúng không, nhưng mà nó chỉ là quan trọng thôi, nhưng nó không hay đúng không, còn rất nhiều cái hay. Năm thì chúng ta sẽ có where, cái này hay. Sáu order why, cái này hay vừa vừa. Cái bảy group why, cái này hay nhưng khó. Hay nhưng mà khó. Group by, group by nó sẽ đi kèm với having. Having nó gần như là where, mà nó là where trong của group by. 8 Samsung à, Pro Store trước Store Pro Seal. Được chưa? Mình gọi tắt là Pro. Viết những cái hàm nhé. Thật ra là viết store này sẽ sinh ra một cái hàm bên xi thăng đấy. Bây giờ chúng ta có cái tool nó hỗ trợ việc đấy đúng không, thì viết bên này xong bên kia nó sẽ có một cái hàm luôn và chúng ta gọi luôn và ra kết quả luôn, đúng không? Hay cái này là cực hay đúng không? 9 chúng ta có function, cái này cũng hàm đúng không? Cái này nếu mà gọi tiếng Việt là gọi là thủ tục đúng chưa? Nhưng đấy là dịch thôi, dịch ra thì như thế, nhưng thật ra chả biết thủ tục nó là cái gì đúng không? Nói chung chúng ta cứ gọi nó là một cái, gọi một cái phương, một cái hàm. Ngày xưa học C nhỉ? Học hàm, hàm là gì? Hàm định nghĩa hàm. Hàm là tập hợp các đoạn code đúng không? Để phục vụ một công việc cụ thể nào đấy. Đấy, nó có tham số đầu vào và kết quả trả ra. Thấy chưa? Và cô thì hụt mấy năm rồi mới hiểu. 10 view. View cũng không hay lắm. Nó giống silic thôi mà. 12 11 trigger. Trigger là cái mà chạy tự động nhé, chạy tự động khi mà chúng ta insert, update, delete table, dữ liệu trong table. Không có cái gì đâu, thế này học thế này thôi, học cái này thôi, còn học cái kia nữa đúng không, còn học xí thăng nữa. À, ok, buổi sau chúng ta sẽ học này, không biết để một nửa không ấy. Chắc là học một nửa, chắc là học hai bài nữa cho nó kỹ nhé. Ok, bài hôm nay kiến thức đến đây thôi, chúng ta dừng lại đây.